nhà Chúa chưa? Rồi, đến rồi thì Noan chào nhau một tràng pháo tay nồng nhiệt thưa anh chị em. Rồi, quay sang bắt tay người bên trái anh cái, bắt tay người bên phải anh cái, hỏi thăm đã về nhà Chúa rồi, vui không? Sướng không? Cười với nhau, hỏi thăm nhau đi, về nhà Chúa rồi đâu phải nhà xa lạ gì đâu mà còn lạ lùng với nhau mà không hỏi han nhau được một lời. Và chúng ta bước vào thánh lễ Chủ nhật thứ 14 thường niên. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng của Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ở cùng tất cả anh chị em. Thành tâm xin Chúa tha thứ lỗi lầm thiếu sót của chúng ta để xứng đáng cử hành thánh lễ. Chúa được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để truyền cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúa ở lại mãi với chúng con nơi bí tích thánh thể. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến cuộc sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhờ con Chúa hạ mình xuống, Chúa đã nâng loài người sa ngã lên. Xin độc ban cho các tín hữu Chúa niềm vui thánh thiện này. Chúa đã thương cứu họ ra khỏi vòng nô lệ tội lỗi. Xin cũng cho họ được hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hợp nhất với Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời. Bài trích sách ngôn sứ Isaiah. Đức Chúa phán thế này: Hãy vui mừng với Jerusalem, hãy vì thành đô mà hoan hỷ. Hỡi tất cả những người yêu mến thành đô, hãy cùng Jerusalem khấp khởi mừng. Hỡi tất cả những người đã than khóc thành đô, để được thành đô cho hưởng trọn nguồn an ủi.
được thỏa thích nếm mùi sung mãn vinh quang như trẻ thơ bú no bầu sữa mẹ. Vì Đức Chúa phán như sau: Này ta tuôn đổ thành đô ơn thái bình tựa dòng sông cả, và ta khiến của cải chư dân chảy về tràn lan như thác vỡ bồ. Các ngươi sẽ được nuôi bằng sữa mẹ, được bồng ẵm bên hông, nâng niu trên đầu gối như mẹ hiền an ủi con thơ. Ta sẽ an ủi các ngươi như vậy tại thành Jerusalem. Các ngươi sẽ được an ủi vỗ về. Nhìn thấy thế, lòng các bạn sẽ đầy hoan lạc, thân mình được tươi tốt như cỏ đồng xanh. Đức Chúa sẽ biểu dương quyền lực của người cho các tôi tớ biết. Đó là lời Chúa. Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa, đàn hát lên mừng danh thánh rạng ngời. Nào dâng lời ca tụng tôn vinh, hãy thưa cùng Thiên Chúa, khủng khiếp thay sự nghiệp của Ngài. Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa, toàn trái đất phải quỳ lạy tôn thờ và đàn ca mừng Chúa, đàn ca mừng thánh danh. Đến mà xem công trình của Thiên Chúa, hành động của người đối với phàm nhân thật đáng kinh đáng sợ. Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa, Chúa làm cho biển khơi hoa đất liền và dân người đi bộ qua sông. Việc người làm đó khiến ta hoan hỷ, Chúa uy dũng hiến trị muôn đời. Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa, tất cả những ai kinh sợ Chúa Trời đến mà nghe tôi kể việc Chúa đã làm để giúp tôi. Xin chúc tụng Thiên Chúa đã chẳng bác lời thỉnh nguyện tôi dâng, lại cũng không đứt nghĩa đoạn tình. Cả trái đất hãy tung hô Thiên Chúa. Bài tiết thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Galat. Thưa anh em, trước khi tôi chẳng hành diện về điều gì ngoài thập giá Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Giờ thập giá người thế gian đã bị đóng đinh vào thập giá đối với tôi, và tôi đối với thế gian quả thật cắt bì hay không cắt bì chẳng là gì cả. Điều quan trọng là trở nên một thù tào mới. Chúc tất cả những ai sống theo quy tắc ấy và chúc Israel của Thiên Chúa được hưởng bình an và lòng thương xót của người. Từ nay xin đừng có ai gây phiền toái cho tôi nữa, vì tôi mang trên mình tôi dựng dấu tích của Đức Giêsu. Thưa anh em, nguyện xin Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta ban cho thần khí anh em được đầy tràn ân sủng. Amen. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu chỉ định 72 môn đệ khác và sai các ông cứ từng hai người một đi trước vào tất cả các thành, các nơi mà chính người sẽ đến. Người bảo các ông: lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít, vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi, này thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: bình an cho nhà này. Nếu ở đó có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy. Bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành và nói với họ: triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón thì anh em ra các quảng trường mà nói: ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi cũng xin trả lại các ông. Tuy nhiên, các ông phải biết điều này: triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Thầy nói cho anh em hay, trong ngày ấy thành Sodom còn được xử khoan hồng hơn thành đó. Nhóm 72 trở về, hớn hở nói: thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con. Đức Giêsu bảo các ông: Thầy đã thấy Satan như một tia chớp từ trời xa xuống. Đây, Thầy bạ ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực. Kẻ thù mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em và các bạn ngồi. Chúng tôi muốn mời gọi anh chị em bắt đầu bằng chia sẻ bài hát Lạy Chúa, Sư Chúa đã phán. Xin mời các đoàn. Mời anh Hải. Mời chúng ta cùng cầm cây quạt lên và hát Lạy Chúa, Sư Chúa đã phán. Ban nhiều thờ biết nhiệt thành, để nước Chúa rộng lan khắp nơi. Xin Chúa ban cho đoàn chúng con nên tông đồ nhiệt thành mở nước Chúa. Lát nữa kết thúc bài giảng cũng bằng bài hát này. Tại sao thưa anh chị em? Vì chúng ta làm như vậy là mình đang thực hiện lời của Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Khi mà gọi thêm 72 môn đệ và Chúa nói rằng là lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, cho nên các con hãy xin chủ ruộng là ai? Xin Chúa Cha sai các thợ gặt đến. Cho nên bài hát đó tôi hát từ ngày mà tôi còn là chú bé giúp lễ, bé hơn mấy cô bé giúp lễ ở đây, mới 7 tuổi. Ở đó mà lên bàn thờ phải kiễng chân lên mới với được cuốn sách lễ. Đã hát Lạy Chúa, Sư Chúa đã phán. Và anh chị em ngày hôm nay dường như quên mất bài hát đó.
cả đoàn cũng như chị em dường như là quên mất cái lời cầu nguyện cho việc truyền giáo đó rồi. Vì vậy mà chúng ta cứ ngỡ rằng là đạo Công giáo là đang cường thịnh, là mọi người đều nhận biết Chúa. Anh chị em ngồi đây thấy đông người Công giáo quá, ai cũng tưởng rằng là vậy thì chắc là đây là đạo Công giáo, đạo toàn tòng. Đây này, mời anh chị em, ai là người ngoại đạo đi tham dự thánh lễ xin mời giơ tay lên. Đấy, Chúa tôi, ngoại đạo ấy. Chúa má, đứng lên cho mọi người thấy rõ coi. Thưa anh chị em, đứng lên, những người ngoại đạo, những người tôn giáo bạn. Chúng ta một trong tay thật lớn để chúng ta chào mừng những người này. Một trong tay thật to nữa để chào mừng những anh chị em này. Và một trong tay thật lớn nữa để chào mừng những anh chị em này. Thấy dễ thương không? Dễ thương không? Quá sức dễ thương. Đấy, bằng này đồng lúa bao nhiêu mênh mông này, thợ gặt đâu đến mà lo gặt đi. Nào gặt, ngồi xuống gặt đất kết cổ bây giờ. Thưa anh chị em, vui không? Nhìn cái hình này, hình ảnh này mà không vui sao được. Nhìn hình ảnh này thì dù có chết tôi cũng phải làm thôi. Phải làm để làm sao mà tin mừng được đến với những người chưa được nhận biết Chúa. Đấy, mới là buổi chiều Chúa Nhật thôi nhá. Mà chúng ta nhớ rằng đây là họ không phải là người Công giáo. Những người Công giáo mình thì buộc là phải đi lễ ngày Chúa Nhật. Thôi bây giờ những người Công giáo đâu giơ tay? Công giáo đâu giơ tay? Rồi, một trọng thể chúng ta chào mừng những anh chị em mình. Mà những người ngoại đạo họ không có đạo thì đâu có ai buộc họ phải đi. Mà họ đến đây họ đi lễ, làm cho những người Công giáo cũng phải ngại chứ, phải không? Cũng phải ngại chứ, nhìn lên mạng, nhớ mà về nhà mà coi trên mạng thấy hình ảnh như thế này. Ông bố bảo ông con trai, mày thấy chưa con, ngoại đạo mà nó còn đi lễ, mà con mà bây giờ không có lễ lại gì là sao? Mày thấy chưa con, mày thấy cái bà già chưa, chân thì chân đất, quần thì ống thấp ống cao, còn đầu gối còn bị rách một cái lỗ nữa kia kìa. Mà ta còn đi lễ, còn mày ở đất nước Hoa Kỳ, ở đất nước văn minh, ở Anh, ở Pháp, ở Âu Châu, xe hơi có, nhà lầu có, của ăn của để có, mà lại không chịu đi lễ Chúa Nhật là sao? Tôi nghĩ rằng đây là cách mà Chúa đang làm cho những người Công giáo mà đã bỏ Chúa phải suy nghĩ lại. Hồi xưa thì cứ bảo rằng là vì lý do là nghèo cho nên phải lo làm ăn, không có giờ để mà đi lễ, phải không? Còn bây giờ thì sao? Bây giờ nhà lầu, xe hơi, đầy đủ mọi phương tiện rồi, học cao, hiểu rộng, sống ở nước ngoài rồi, ở nước trong rồi. Vậy mà càng có tiền thì người ta lại càng bỏ Chúa. Đời sống văn minh càng cao bao nhiêu thì đời sống đạo đức nó càng xuống thấp bấy nhiêu. Đấy là cái nhức nhối. Đấy là điều mà mỗi người chúng ta ngày hôm nay khi mà hát cái bài hát đó. Ngày xưa tôi còn bé, tôi hát thuộc lòng, tôi cũng chẳng biết gì cả. Nhưng mà càng lớn lên, mà nhất là từ ngày bước chân vào giáo điểm Tin Mừng này, đến nhà bè này, tôi mới thấy rằng cái lời của bài hát nó thấm lắm. Thưa anh chị em, xuống nhà bè này, đây là vùng trắng, không có dấu bóng người Công giáo nào cả. Nhà mà ông mê ông chùm mà phục vụ ở đây là toàn là 2-3 cây số trở lên, chung quanh không có người Công giáo. Hàng xóm tôi đây ngay sát vách là người ngoại đạo. Bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau toàn là những người ngoại đạo. Những người bán hàng gần sát nách nhất lại là những người không Công giáo. Thưa anh chị em, và cũng hay là vì họ công ăn việc làm, vì họ miếng cơm manh áo, cho nên ngày nào cũng phải đến nghe cha Long giảng. Loa để khắp nơi, chỗ nào cũng nghe, không nghe cũng phải nghe. Vừa đếm tiền, vừa nghe, vừa nấu bún, vừa nghe, vừa răng dụ, vừa nghe, vừa nấu cơm, vừa nghe, tối về vừa ngủ cũng vừa nghe, tới đêm vẫn còn nghe tiếng mở máy mở 270 bài giảng lòng Chúa thương xót quanh quanh đây này. Thế thì thưa anh chị em, chính những cái anh chị em ngoại đạo mà họ đang bán hàng ở đây, họ đang sinh sống ở đây, họ đang được nghe Tin Mừng lòng Chúa thương xót. Và chính những anh em đấy lại là một lời mời gọi cho chúng ta thấy rằng là việc loan báo Tin Mừng là việc khẩn thiết. Xưa mình hát mình không để ý, bây giờ mở mạng lên
coi cái thống kê về tôn giáo ở trên mạng Việt Nam ghi cái thống kê về tôn giáo như sau. Chính phủ Hoa Kỳ ước tính dân số Việt Nam là 96.200.000 người. Tính đến tháng 7 năm 2017 là chúng ta có 96.200.000 người. Mà theo thống kê của Ban Tôn giáo Chính phủ thì có 26,4% dân số được xếp vào các tín đồ là tôn giáo. Số này không bao gồm những người thừa nhận có một niềm tin tôn giáo hoặc tín ngưỡng nào đó. Ước tính chiếm 95% dân số theo thống kê trước đây của Ban Tôn giáo. Trong tổng dân số thì thống kê cho biết đó là 14,91% là tín đồ đạo Phật, 7,35% là tín đồ Công giáo La Mã, 1,09% là tín đồ đạo Tin lành, 1,16% là tín đồ đạo Cao Đài và 1,47% là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Và dựa theo số liệu thống kê trước đây, trong cộng đồng tín đồ Phật giáo, Phật giáo Bắc Tông là tôn giáo chính của người Kinh, là dân tộc chiếm đa số. Còn khoảng 1,2% dân số, hầu hết là nhóm dân tộc thiểu số Khmer, thực hành Phật giáo Nam Tông. Còn các nhóm tôn giáo nhỏ hơn cũng cộng lại chiếm 0,16% dân số. Trong đó có khoảng 70.000 người dân tộc Chăm thực hành đạo Hindu, riêng biệt ở vùng Duyên Hải Nam Trung Bộ. Khoảng 80.000 tín đồ Hồi giáo sống rải rác trên cả nước. Và các nhóm tôn giáo bản địa, ví dụ như là đạo Biểu Sơn Kỳ Hương, đạo Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Minh Sư Đạo, Minh Lý Đạo, Tịnh Độ Cư Sĩ Phật Hội, Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn, chiếm tổng cộng khoảng 0,34%. Như vậy là trong số 100 người Việt Nam mới có khoảng 7 người là Công giáo mà thôi. Còn thống kê mà năm 2019 của giáo hội thì cho chúng ta biết là cuối năm 2017, số giáo dân trên toàn thế giới được khoảng 1,3 tỷ người, chiếm khoảng 17,7% trong tổng dân số trên toàn cầu, theo thống kê do Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố hôm 6 tháng 3 năm 2019. Như vậy thì anh chị em mình thấy là số người Công giáo, số người tin vào Chúa ở Việt Nam được 7%, còn trên tổng dân số toàn cầu là 17,7%. Nhiều hay ít? Nhiều hay ít? Quá ít, vẫn còn là rất ít nữa là khác. Cho nên nhiệm vụ của mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, những người tin vào Chúa, bản chất của người Kitô hữu là phải loan báo tin mừng. Công việc này không chỉ dành riêng cho linh mục tu sĩ, mà còn là công việc của tất cả những người Công giáo. Khi mình nhận được một tin vui, khi mình nhận được một tin mừng, thì mình không giữ lại cho mình, mà mình phải nhảy tưng lên, phải nhảy tưng lên và đi nói với mọi người rằng đây là tin vui, đây là tin mừng. Tôi là người tội lỗi, tôi là người bất xứng, tôi là người bỏ đi. Vậy mà Chúa thương tôi, Chúa gọi tôi, Chúa cứu tôi, Chúa tha thứ tội lỗi cho tôi, Chúa ban ơn xuống cho tôi và Chúa mời gọi tôi sống theo Chúa, theo lời của Chúa để chết tôi được hưởng hạnh phúc đời đời. Và khi tôi làm theo lời Chúa thì tôi sống tốt đời đẹp đạo. Nếu như người Công giáo mà sống đúng với lời Chúa, nếu như người Công giáo mà sống đúng với tin mừng, thì chắc hẳn rằng là hơn 400 năm đạo Công giáo có mặt tại Việt Nam, con số không phải chỉ dừng lại ở 7%, mà nó phải lên 77% mới đúng chứ thưa anh chị em. Phải không? Đúng không ạ? Và bây giờ anh chị em cứ nhìn vào đây đi, cứ nhìn vào giáo điểm tin mừng của chúng ta đi. Đây là một điểm tin mà gọi là giáo điểm, tức là điểm để mà truyền giáo, điểm để mà loan báo tin mừng. Mà khi chúng tôi về đây, anh chị em thấy nó còn là hoang sơ, hoang vắng, hoang tàn, hoang liêu lắm. Chưa có bóng người Công giáo nào cả, rất ít. Ngày thường chỉ có 5-6 người đi lễ, Chúa Nhật giỏi lắm được 100 người. Và rồi cứ kiên trì cầu nguyện. Trưa nay ăn cơm, một ông thầy nói với tôi: Cha Long, cha có biết chèo thuyền không?
Bảo không, tôi có đi thuyền nhưng mà tôi không biết chèo thuyền. Thấy có mấy cô chèo, bảo giỏi. Có cô ngồi cô đạp hai mái, hai chân cô đạp, chân cô, tay cô chống mạn thuyền mà hai chân cô đạp, hai cái mái chèo đều. Hoặc là hồi chúng tôi đi công tác bác ái, đi vào trong những cái vùng sâu, vùng xa mà phải đi bằng những con đò, những cái thuyền độc mộc. Thì người ta chèo, người ta cứ chèo bên này một cái, người ta chèo bên kia một cái. Hoặc là hai tay, hai mái chèo phải chèo đều. Cứ chèo một bên là nó quay vòng vòng, đúng không? Cứ chèo một bên là nó quay vòng vòng. Thế thì trong đời sống của người Kitô hữu cũng vậy. Một mái chèo là cầu nguyện, một mái chèo là hoạt động. Hai mái chèo đó phải song song với nhau. Khi mà Chúa gọi 72 môn đệ, gọi 12 tông đồ đến và giao cho các ông đi loan báo tin mừng, thì Ngài cũng cầu nguyện trước khi chọn 12 ông. Và khi nói với 72 môn đệ đi loan báo thì cũng cầu, nói rằng các con hãy cầu xin chủ ruộng sai thợ gặt đến rồi mới đi. Cho nên khi chúng tôi về đây, cái việc đầu tiên là phải cầu nguyện. Cái mái chèo cầu nguyện phải nói chắc, đồng thời với mái chèo hoạt động nó cũng song hành. Cầu nguyện mà không chịu làm gì cả, ta dễ trở thành cái người nằm chờ sung rúc. Mà cứ làm việc mà không chịu cầu nguyện gì cả, ta trở thành người vô thần. Phải làm sao mà ta làm việc như là người vô thần, tức là hăng say làm việc, mà ta phải cầu nguyện như là chỉ biết có cầu nguyện mà thôi. Cho nên hai cái việc là cầu nguyện và hoạt động nó phải song song với nhau, như là hai mái chèo. Hò vô vô ta vô, hò là hò vô ta. Hai mái chèo là phải đều, hai tay phải chèo đều. Nếu mà ta cứ cầu nguyện không, mà ta không hoạt động, thì coi chừng người ta bảo là mê tín, mê muội, u mê. Mà nếu ta làm việc mà không cầu nguyện, thì những người vô thần, những người không tin Chúa, họ cũng làm việc như vậy. Và đừng quên rằng khi cầu nguyện là ta đang hoạt động đấy. Khi cầu nguyện là đang hoạt động, khi cầu nguyện là đang làm việc đấy, thưa anh chị em. Hồi sáng nay tĩnh tâm cho hội đồng mục vụ, các thầy, rồi ca đoàn, rồi nhóm thiện nguyện tín thác, trật tự vệ sinh giữ xe, tất cả mọi người hoạt động ở giáo điểm tin mừng này, từ giáo dân cho đến tu sĩ, mỗi tháng bắt buộc phải đi dự tĩnh tâm một buổi sáng ngày Chủ nhật đầu tháng. Tất cả những thành phần hoạt động bắt buộc phải tĩnh tâm. Nếu không tĩnh tâm, nếu không cầu nguyện, thì suốt tháng đó làm việc phục vụ nó như là cái xác không hồn, làm mà không chịu cầu nguyện. Cho nên có một em đã rời hàng ngũ đòi đi về. Tối hôm đó em đến tâm sự với tôi, bảo con quyết định con về, con không làm ở đây nữa. Tôi nói rất nhiều nhưng mà vẫn quyết định đi về. Tôi phân tích phải trái đúng sai, cũng quyết định đi về. Và cuối cùng tôi nói, tôi chỉ thẳng vào mặt tôi nói, em quyết định đi về là em không có đời sống cầu nguyện. Nhớ cách đây 2 năm em đến đây, tối nào cũng ra, sau khi làm việc rồi thì ra đài Chúa, đài Đức Mẹ. Tôi là người thức khuya nhất, tôi thấy em còn cầu nguyện và có khi em ngủ gục luôn ở trên cái ghế. Nhưng từ hôm Tết em về đến giờ em quay lại, tôi chưa thấy em cầu nguyện buổi tối bao giờ. Mà buổi tối hôm thì em đi xin ăn chè, hôm thì em đi thăm đứa nọ, hôm thì em đi đứa kia. Chưa bao giờ em ngồi em cầu nguyện. Và đó là lý do mà em không còn tinh thần để làm việc nữa. Mà em làm việc như là một cái máy, như là một cái người máy thôi. Thì làm cái gì em về cũng đương nhiên là nó xảy ra. Vì đời sống cầu nguyện không có. Rồi mình cứ nghĩ rằng là mình phục vụ, rồi được vừa ý của mình thì mình làm. Mà không vừa ý của mình là mình chán. Rồi gặp cái người không hợp với mình là mình khó chịu. Như vậy thì không thể phục vụ được, thưa anh chị em. Nếu không có đời sống cầu nguyện, nếu mỗi buổi tối về mà tôi không cầu nguyện trước khi đi ngủ, thì đêm hôm đó chỉ gặp ác mộng mà thôi. Mà sáng hôm sau không có sức mà làm việc được. Anh chị em biết, sau một ngày rã rời như là ngày thứ Bảy và ngày Chủ nhật chẳng hạn, là cứ từ 12 giờ như hôm nay là bắt đầu đặt mình Thánh Chúa, lần chuỗi mân côi Chúa lòng thương xót cầu nguyện với anh chị em xong. Tới 3 giờ là thánh lễ, rồi lễ xong lại chuẩn bị cho lễ 7 giờ tối cho đến 8 hoặc đến 9 giờ mới xong. Liên tiếp, cứ đứng liên tiếp, anh chị em nghĩ chịu nổi không? Ngày thứ Bảy cũng vậy, là chầu cầu nguyện lòng thương xót Chúa mân côi với anh chị em từ 2 giờ.
Đến 4 giờ là chia sẻ tin mừng của ngày thứ Bảy. 5 giờ thánh lễ chiều giới trẻ thay cho ngày Chủ nhật cho đến 7-8 giờ tối. Ngày Chủ nhật đầu tháng thì tĩnh tâm cả buổi sáng với hội đồng mục vụ anh chị em. Rồi chầu, rồi lễ, rồi cầu nguyện liên tục như vậy. Mà nếu mình không có dành buổi tối mình cầu nguyện thì chắc chắn khi mình làm việc nó dễ nản, dễ chán, dễ buồn. Và ai mà nói động lên mình dễ nổi điên, nổi đoá lên. Thế nên là khi mà tôi cầu nguyện xong, em nói thưa cha, hôm nay có người này nói thế này, người nói thế kia, cha này lên chửi cha thế này, cha kia lên mắng cha thế nọ. Tôi nói, cha đó là bạn tôi đó. Bảo thích cha, bạn gì mà chơi xấu nhau vậy? Không, tốt đấy chứ, đó là bạn tốt. Sao bạn tốt là sao? Thì bạn tốt thì nó mới chê mình chứ. Còn cái người xấu là người nịnh mình. Kẻ mà nịnh mình là kẻ thù của mình. Mà người chê mình, người chê trách mình, phỉ báng mình là bạn của mình. Bảo sao vậy cha? Thì còn gì nữa, người ta thương người ta mới nói, người ta có quan tâm đến mình người ta mới nói, còn ta không thèm nói cái mặt mày nữa, mày muốn làm gì mày làm, không còn là bạn nữa. Còn nếu người ta thương người ta mới nói, vậy là người ta quý mình chứ, đúng không? Đúng không? Đúng không? Rồi người ta thương người ta nói, mà người ta nói đúng thì mình sửa, thì người ta có cái thứ có phải là tốt không? Tốt không? Làm sao mình biết được mình, người khác là cái gương để mình soi, người ta soi dù mình để mình thấy, cha ơi cha. Lúc tôi đang ăn cơm, cái thằng kia nó cứ, tôi bảo cái thằng này nó cứ giỡn giỡn mình, bực cả mình, nó cứ, tôi lườm lườm nó lại, hóa ra là chơi cơm đang dính miệng cha. Mà nó cứ quệt quệt vậy nè, làm sao mình biết được là cơm dính miệng mình đâu, mà nó chỉ cho mình vậy, mình phải cảm ơn nó chứ, sao tức nó, đúng không? Rồi, hai nữa bảo, nhưng mà cha đâu có làm vậy mà người ta nói, mình không làm mà người ta nói thì người ta cũng giúp mình tập nhân đức gì? Khiêm nhường. Tập nhân đức khiêm nhường, tập nhân đức kiên nhẫn, để mà mai mốt có chuyện gì thì mình vẫn cứ cười hì hì chứ ngu gì buồn. Vậy thì có phải là những cha đó, những linh mục đó, những tu sĩ có phải là bạn thân, bạn tốt của tôi không? Cho nên là không được đụng đến bạn tôi à nha. Không ai được đả phá gì, chống phá các ngài. Đó là bạn của tôi đó à nha. Nhớ không? Nhớ, rồi các đấng bậc của mình cũng vậy. Thương mình, dạy dỗ cho mình, điều chỉnh cái này, sửa cái kia. Cho cha có buồn không? Vui cha. Vui không? Thì các đấng thương mới dạy dỗ cha. Vui không? Vui cha. Để mình mỗi ngày mình sửa lại. Sửa lại để mình đi vào đời sống nội tâm hơn, đi vào đời sống cầu nguyện hơn. Để mình gột rửa những cái gì là hình thức bên ngoài, những cái gì không cần thiết mình bỏ đi. Vậy có vui không? Có hallelujah tạ ơn Chúa không? Mạnh lên, hallelujah! Hallelujah! Rồi khi tĩnh tâm tôi nói với các bạn là thế này. Là các bạn có biết là mỗi người đến đây chúng ta đều có nhiệm vụ truyền giáo hay không? Đấy, anh chị em tưởng tượng coi mỗi ngày là khoảng từ 2 đến 300 anh chị em ngoại đạo đến đây cầu nguyện và dâng lễ. Rồi ngày Chủ nhật là khoảng 500 người, lễ thứ nhất như vậy. Đặc biệt là lễ thứ hai 7 giờ là tất cả trong nhà thờ. Từ bên trong tới đằng hiên này toàn dành cho người ngoại đạo không. Mà khi họ đến đây thì họ đang quan sát, họ đang ngắm nhìn, họ đang gọi là nghe lời Chúa mà đến mà xem. Họ đang đến nếm thử coi lòng thương xót Chúa là như thế nào. Vậy thì cái chặng đầu tiên mà họ đến, tôi hỏi các bạn, và các bạn có biết chặng đầu tiên mà họ đến là đâu không? Họ gặp gỡ là đâu không? Là gặp gỡ ngay cái cổng. Mà ngay cái cổng là phải gặp ai trước đầu tiên? Chúa đâu? Chúa đó, nhưng mà Chúa hiện diện nơi cái người nào? Ngay cái cổng. Nói, người giữ xe. Nơi người giữ xe. Một người ngoại đạo đến đây mà thấy giao điểm tin mừng giữ xe hoàn toàn miễn phí. Không lấy một đồng nào, không có bồi dưỡng, không có bất cứ một cái gì cả. Họ có thấy lạ không? Lạ chứ. Rồi gặp người dưới xe, bấm vé xe, vui vẻ, chỉ vào chỗ này. Rồi những người yếu không dựng xe được, mình lại mình giữ dựng xe cho họ. Rồi phụ nữ có thai, mình lại mình đỡ cho họ. Để vào chỗ, họ có cảm thấy vui không? Vui chứ. Vừa mới bước vào nhà mà gặp chủ nhà ra đon đả mời chào ngay cổng, mình có thích không? Thích chứ. Còn đến với nhà mà nó vào đi, có chuyện gì? Xong chưa?
Đi về đi. Có muốn đến lần thứ hai không? Tao cạch đến già, tao không thèm đến nhà mày nữa đâu cho mày biết. Đồ mất lịch sự. Nhưng mà khi mấy người ngoại đạo họ đến đây, họ thấy anh chị em mình đón tiếp họ như vậy, tôi nói rằng nhiệm vụ của các bạn giữ xe vô cùng quan trọng. Gọi là đầu xuôi thì đuôi lọt. Cái đầu mà vào nó không xuôi thì cái đuôi nó không lọt. Người ta sẽ bỏ đi về ngay. Gặp cái người giữ xe mà khó tính, khó chịu, nó bảo thì chúng con cũng vui đấy, nhưng mà ai đẹp thì con vui. Em, để anh dắt xe cho em. Gặp những cái bà già nhập như thanh niên, bỏ ghe, nhận ghe. Vậy họ có vui không? Không. Thế thì thưa anh chị em, tôi nói là những người giữ xe là những người truyền giáo đầu tiên tại giáo điểm tin mừng này. Rồi bước qua ngưỡng cửa thứ nhất, đến cái ngưỡng cửa thứ hai là ai? Giữ xe xong các bạn đi đâu? Vệ sinh. Chứ còn gì nữa, phải vô rửa mặt. Mà đi vô rửa mặt, vô nhà vệ sinh nói, trời, con chưa thấy nhà vệ sinh ở đâu thơm bằng nhà vệ sinh ở giáo điểm tin mừng. Có sướng không? Sướng không? Sướng chứ. Người ta vô nhà vệ sinh mà cứ phải bịt mũi. Thì còn gì nữa. Mà cái người làm vệ sinh là cái người âm thầm như người giữ xe. Đấy lại là người đang loan báo tin mừng đấy thưa anh chị em. Loan báo tin mừng là người ta nhìn thấy hình ảnh một cái cô chẳng thấy mặt mũi ra làm sao, người thì gầy còm ốm yếu, mà cứ lặng lẽ, mình vừa mới đi vệ sinh xong, nó vô nó lau nó chùi, rồi lại người khác cứ vô, không một tiếng càm ràm, không một lời trách móc, không một cái hành động bất lịch sự, làm cho những người đến đây họ cảm thấy là à, nơi đây đúng là tin mừng rồi. Ngay trong nhà vệ sinh mà còn có tin mừng, huống hồ là trong nhà thờ. Nghe đã không? Nghe đã không? Nghe này, họ bảo là trời ơi, đến đúng giáo điểm tin mừng, thực sự là tin mừng á nha. Vừa bước vô lại gặp mấy thằng dưới xe là thấy mặt nó tươi rói hà, đó là tin mừng đó nha. Rồi cái quẹo vô nhà vệ sinh bên tay phải, vừa mới vô thấy nhà vệ sinh thơm phức hà, có phải tin mừng không? Thấy không? Rồi thấy những người lau nhà vệ sinh chăm chút, lau từng ly từng tí, có thấy tin mừng không? Nói đi, có thấy không? Họ thấy được tin mừng chứ. Đó, nhiều khi anh chị em không để ý, cứ họ nghĩ là phải vào trong nhà thờ, phải nghe cha giảng mới là loan báo tin mừng. Tôi có nói hay mấy thì hay, mà cái thái độ của người giữ xe như vậy, họ có thấy tin mừng nữa không? Không. Tôi có nói hay mấy thì hay, nhà thờ thì sạch lắm, mà nhà vệ sinh thì dơ lắm, họ có thấy tin mừng lắm không? Không. Tại vì cái nhu cầu căn bản cần thiết của con người là phải vệ sinh, phải vô cho nó xả, cho nó sạch sẽ, rồi có nước để rửa tay, rồi có chỗ để mà đi. Cái thứ ba là cái chỗ gì? Bỏ rác. Cái đó cũng là tin mừng. Có người bảo, trời ơi, tin mừng đâu, tin mừng nay thùng rác. Có đó. Khi mà người ta đến đây, người ta thấy là có thùng rác, và mọi người đều lấy rác bỏ vào thùng, và thấy những cái người công giáo đang nhặt những cái rác rơi bỏ vào thùng, người ta bảo ồ ha, tôi đi sang công viên thấy rác quá trời ha, tôi đi ra bến xe cũng thấy rác quá trời ha, tôi đi vào trong rạp cine cũng thấy rác quá trời ha, mà sao tôi đến giáo điểm tin mừng này tôi không thấy có cái rác nào ha, mà tôi thấy và sao cái bà này đâu phải rác của bà đâu. Bà đang đi mà bà thấy cái tàn thuốc lá, bà cúi xuống bà nhặt bà bỏ vô, bà này đang rao giảng tin mừng he. Cứ he he như vậy là ta thấy đang loan báo tin mừng. Từ cái chỗ dưới xe qua nhà vệ sinh rồi đến thùng rác là đang loan báo tin mừng. Có ông già hơn 70, lúc nào ông cũng lặng lẽ, từ ngày tôi về đến giờ tối nào cũng một mình với cái bao, với cái cặp đi nhặt những cọng rác ở dọc theo đường suốt tới bây giờ. Cứ như vậy, chẳng hề nói năng gì cả. Thưa anh chị em, nhờ vậy mà nơi đây nó mới sạch được. Nhờ vậy mà nơi đây mà cả 5.000 người, cả 10.000 người, thậm chí 30.000 người đến lễ xong vẫn cứ sạch được chứ. Người ta đến đây mà người ta thấy gì đâu mà tin mừng đâu mà đọc có thấy rác, ngồi xuống thấy rác, đứng lên thấy rác, ngửi cũng ngửi mùi rác, sao chịu nổi. Đó, anh chị em thấy, các chị em thấy, đừng có nói cái gì cao siêu cả, mà đừng có phải làm cái gì phải vĩ đại cả. Cứ nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi.
bạn đã không để ý câu cuối đâu, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình người. Ta làm một việc nhỏ bé mà nó trở thành to lớn vì ta làm bằng tình yêu. Mà Teresa Hải Đồng Giê-xu bảo rằng nhặt một cọng rác vì yêu cũng có thể cứu được một linh hồn, chứ không phải là phải đi Tây đi Đông mà loan báo tin mừng đâu. Rồi, chặng thứ mấy rồi? Thứ mấy rồi? Nhà xe một chặng thứ nhất, chặng thứ hai là nhà vệ sinh loan báo tin mừng, chặng thứ ba là rác là loan báo tin mừng, chặng thứ bốn là họ đến họ lấy nước lòng thương xót họ uống. Đến đây nước hoàn toàn miễn phí. Ngay từ đầu tôi về đây, nước ở đây thưa anh chị em là đồng chua nước mặn. Anh chị em có khoan giếng đến 300 mét cũng không có nước ngọt, nước phèn chua lắm. Tôi làm mấy cái giếng phải bỏ đi hết, phải lấy nước lọc từ Sài Gòn Thủy Cục về rồi dẫn lên lọc tiêu chuẩn quốc tế đàng hoàng, rồi đem lên viện Pasteur chuẩn nhận đàng hoàng rồi mới được phép uống. Cứ 6 tháng là phải đem đi thử lại một lần. Và hàng ngày phải chăm sóc, không có chỗ nào đọng lại để long quăng nó có thể có được, theo đúng hướng dẫn của Sở Y tế từ thành phố đến huyện đến xã. Cho nên chị em đến để uống nước. Và tôi thấy ngay từ lúc tôi về, bà con chả biết có đạo hay không có đạo, mà chắc 99,9% không có đạo. Cứ rủ nhau đem xe đến, sáng thùng 20 lít, chiều thùng 20 lít, cứ vậy lấy về uống. Uống riết bảo bây giờ có tiền rồi mà vẫn không mua nước ở ngoài uống. Bảo sao vậy, nước này dành cho những người nghèo thôi, còn ông có tiền rồi thì ông mua nước ông uống đi chứ. Mà không phải là tôi keo kẹt gì, mà khổ uống nước đây nó ngon, nó ngọt, nó ghiền rồi. Giờ mua nước khác uống không ngon. Khổ vậy. Mà có những người về, họ cầm cho tôi những chai nước của họ. Và đến đây họ uống, xong họ uống tại chỗ, đưa cho tôi ngửi, uống thử. Mà tôi thấy thật, đúng là ơn Chúa ban. Nước đây rất ngon và rất ngọt. Ai cũng phải công nhận như vậy. Cho nên là đấy là cái ơn. Mà người ta đến đây người ta bảo, ồ, đến đây dẫu gì đi nữa cũng không tốn tiền mua nước. Đó là tin mừng chưa? Tin mừng. Nước 24/24 có tự do uống. Có những người còn lợi dụng và đem lấy về rồi còn đi xiết ra mà bán, thì cái đó là tội chết. Tội chết đó nha, đừng có làm dại dột như vậy. Đó là tin mừng hay tin dữ? Dữ quá thì gì không dữ gì nữa. Rồi đó là chặng thứ mấy? Thứ 4 rồi. Rồi bây giờ mới muốn cầu nguyện. Trời ơi, tôi không biết cầu nguyện sao. Mấy em phục vụ hướng dẫn lại bàn khấn nguyện. Đây bà muốn gì thì bà ngồi đây bà viết đi. Tôi không biết chữ. Vậy bà muốn gì bà viết đi, cháu đọc, bà đọc cho cháu viết cho bà. Sướng không? Sướng. Ủa vậy hả con? Sao con dễ thương quá vậy? Dạ vậy bà muốn gì bà nói con viết cho. Rồi gấp lại bao thư đưa đây. Bà lại nha, bà con dắt bà lại chỗ Chúa nha. Bà bỏ đây rồi bà đặt tay lên chân Chúa. Bà cầu nguyện với Chúa đi. Cầu sao thì bà nọ muốn gì bà nói với Chúa đó. Ủa vậy hả? Vậy là tin vui hả? Đó, tin vui là vậy đó. Rồi có phải là nhang gì không con? Dạ không. Có phải heo quay gì không? Dạ không. Có phải nhang đèn gì? Bảo không. Chỉ cần Chúa nói là chỉ cần tấm lòng, không cần của lễ. Cái lòng thành của bà mới quý. Lại thêm một cái tin vui, tin mừng nữa. Chặng thứ mấy rồi? Thứ 5 rồi. Bây giờ đi đâu nữa đây? Đâu nữa? Hả? Đi vào nhà thờ. Đi vào nhà thờ. Trời ơi, tôi không biết nhà thờ có chỗ nào ngồi đây nữa. Bỗng có một thanh niên đứng dậy. Bà ơi bà vào đi, bà ngồi đi. Bảo cái chỗ này của ai? Bà chỗ này của cháu. Bà cháu giữ từ 3 giờ. Dạ 6 giờ sáng cha Long mở cửa là cháu chui tọt vào đây cháu ngồi rồi đó. Giờ sau mà cháu không ngồi nữa? Dạ cháu cũng thích lắm chứ. Nhưng mà giờ cháu thấy bà yếu, cháu nhường lại cho bà. Vậy cháu đi đâu? Cháu khỏe mà ngồi đâu chả được bà. Đấy lại là một tin mừng nữa rồi. Đấy thưa anh chị em, người ta đến đây người ta thấy đi đâu cũng toàn là gặp những tin mừng, toàn là gặp những tin vui. Rồi vào trong nhà thờ, hết chưa? Chưa. Này bà ơi, bà có muốn thích cái gì không? Rồi bà muốn mua làm kỷ niệm hay là muốn về mua cái gì không? Chú muốn mua gì sang bên đây? Quầy phục vụ số 1, quầy phục vụ số 2. Và những người bán hàng là đúng nghĩa là phục vụ. Mà tôi nói thật với anh chị em, mấy em hỏi tôi, cha mà làm này chắc cha chả biết làm kinh tế, cha chả biết kinh doanh gì cả, chỉ có lỗ thôi. Tôi bảo tôi lời chứ sao lỗ được. Nhưng mà con thấy hàng tháng con tính sổ toàn thấy lỗ, cho bảo lời chỗ nào? Lời phần linh hồn. Tại vì thứ nhất là đây, bạn mà so sánh với chỗ bất cứ chỗ nào khác, tôi bảo đảm với bạn không bao giờ giá nó cao hơn.
Và thứ hai là nếu mà bà không có mua được, tặng luôn cho bà. Nếu bà không đủ tiền, tôi cho luôn. Nếu bà muốn đổi, tôi cho luôn, khỏi cần đổi. Và khi mình tặng, khi mình trao cho họ như vậy, họ được cái máy về họ nghe, mà họ quay trở lại như vậy, lời hay lỗ? Lời quá, được lời lãi cả vào thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Cho nên có gì đâu mà lỗ. Cho nên tôi chả bao giờ nghĩ đến chuyện lời lỗ, tính toán kinh doanh gì đây cả. Làm bán cho nó vui và để cho anh chị em mua được giá rẻ. Nếu không anh chị em ra mua bên ngoài rất mắc, nó phí đi cái tiền mà đó để làm việc bác ái còn hơn. Bà vô cầm chai chuối này bao nhiêu? 10.000. Trời ơi, xong ngoài kia 20. Cái giá ảnh này bao nhiêu? 50. Xong ngoài kia 150. Đó, nó như vậy. Thì thưa anh chị em, là cái số tiền đó mình để làm việc bác ái lợi hơn chứ. Cái phí đi làm chi? Nó uổng đi. Cho nên là các bạn phục vụ phải luôn luôn phục vụ trong tư vui vẻ, và đó là tin mừng. Còn vô mỗi gì? Vậy đấy vậy. Tôi vô mấy cửa hàng mà hồi đó còn mấy cửa hàng quốc doanh, gặp mấy cô sợ vô cùng. À, em ơi, lấy cho anh cái áo. Áo nào? Cái áo kia. Kia nào? Áo này. Giá bao nhiêu? 10.000. 5.000 được không? Không lấy thôi. Trời ơi, em ơi, sao em giữ vậy? Không giữ thì bán được à? Tôi lại, Chúa tôi. Tôi có làm như là tướng cướp không bằng. Thế thì thưa anh chị em, mình đến mà thấy người phục vụ vui vẻ, đó là tin mừng. Rồi vào trong nhà thờ. Vào trong nhà thờ. Hết chưa? Chưa. Nghe cái âm thanh hôm nay chẳng nghe nó rõ thế. Nhờ cái người mà cứ phải chăm chút âm thanh, ngồi canh chỉnh từng ly từng tí một, đấy là tin mừng. Nếu mà ca đoàn có hát hay mấy thì hay, tôi có giảng hay mấy thì hay, mà âm thanh lâu lâu nó đâu nó tịt, anh chị em nghe có bực không? Bực không? Đó là tin gì? Tin buồn. Tin mừng thì phải loan báo bằng một cái âm thanh vừa nghe, vừa đủ nghe, không to quá, không nhỏ quá, để rót vào tai người nghe. Tin đã chạm thứ mấy rồi? 6 gì nữa? 7, 8 rồi chứ. Giờ còn 6 gì nữa? 8 rồi chứ. Rồi, thứ hai nữa là trời, hôm nay các đoàn nó hát hay quá cha, nó hát có hồn quá cha, nó hát đều ghê cha. Đó cũng là tin mừng. Vì các đoàn mà hát mà nó buồn bã quá thì nó không còn vui nữa. Con hân hoan bước lên bàn thờ Chúa. Chúa, tôi hân hoan bước lên bàn thờ Chúa mà giống như đi xe lăn thế này này. Tôi hát cái gì, hát lễ đầu lễ là phải vui tươi phấn khởi lên chứ. Cái đó thì chỉ có con lom khom bước lên bàn thờ Chúa. Cho nên ca đoàn nó quan trọng lắm. Các anh chị hát đầu lễ là nó vui tươi phấn khởi, là đó là tiết nhịp quy tụ mà. Đâu có được phép buồn bã. Bài nhập lễ không được phép buồn, phải hân hoan lên. Tôi mừng vui cùng hoan lạc khi người ta đến nói cùng tôi. Tôi vui mừng cùng hoan lạc Chúa tôi. Không còn cái răng nào. À, đấy là tin mừng. Thì khi mà ca đoàn hát với tất cả cái tâm tình, vừa đàn vừa hát với tất cả cái hồn của anh chị em, đấy là tin vui, đấy là tin mừng. Không cần ai chọi lên. Có những người thích hát một mình, nó chọi lên để mà nổi bật, không cần thiết. Muốn nổi thì lên sân khấu. Còn vào trong nhà Chúa là tin vui, tin mừng, là mọi người cùng hát đều với nhau. Ta gọi là xấu chung hơn tốt lõi. Mình cứ phải cướp micro để mình đọc cho to, để làm cái gì, hát cho lớn, để cho chứng tỏ là giọng mình là giọng opera, để làm cái gì không cần thiết, thưa anh chị em. Đấy, đó là tin mừng. Mấy rồi? 9 rồi. Rồi, tôi dĩ nhiên, cái người số 10 là linh mục, người loan báo tin mừng. Mà nếu loan báo tin mừng mà với khuôn mặt nó buồn bã, có tin mừng không? Nếu loan báo tin mừng mà vào một cái giọng rều rã, giọng trầm buồn, lời ru buồn, ru mênh mông, bên lụy che làng khiến hồn tôi bàn luận. Ôi trời, nó buồn bã lắm. Loan báo tin mừng mà công bố tin mừng mà phải làm sao cho người nghe họ phấn khởi, họ vui vẻ,
họ cảm thấy là cuộc đời họ được đổi mới nhờ tin mừng, tin của đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót đến trên họ. Mà muốn vậy thì người loan báo tin mừng, thưa anh chị em, không thể không thực hiện điều mà Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay. Đấy là anh em hãy ra đi, Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy sói. Phải chấp nhận cái thân phận của mình là chiên, chứ không thể nào là cọp được. Vừa rồi mới có một người nào đó là huấn luyện xiếc quốc tế rất là giỏi, nhưng mà cuối cùng cũng bị chết vì bốn cái con cọp nó vồ và nó cắn chết tại chỗ. Một người huấn luyện bao nhiêu năm kinh nghiệm rồi, nhưng mà vào giữa bầy sói, giữa bầy cọp, hôm đó cái con cọp nào đó nó dở trứng, nó mới cắn ông ta một cái và thấy máu nó chảy ra. Và ba con cọp kia dù nó được thuần rồi nhưng mà nó vẫn là máu cọp. Cho nên người thấy mùi máu tanh là nó nổi điên lên. Cái người mà dạy dỗ nó như là thầy nó bao nhiêu năm trời, ngủ ăn ngủ với nó luôn, vậy mà nó xông vào nó cắn chết bao nhiêu người đứng bên ngoài, làm cách nào cũng không thể nào cứu được, và người đó bị cắn chết. Thưa anh chị em, mới đây thì Chúa nói thầy sai các con đi như con chiên vào giữa bầy sói. Chấp nhận là con chiên, chứ thầy, Chúa không bảo là thầy sai các con đi như con sói vào giữa bầy cọp, hay là con cọp vào giữa bầy voi. Không, mình là thân phận con chiên, phải chấp nhận thua thiệt, phải chấp nhận là những người phải nhường nhịn, phải chấp nhận là những người không bám víu vào quyền lực, danh vọng của cải chức tước nào cả, như con chiên mà vào giữa bầy sói. Phải chấp nhận là cái thân phận của mình là có thể sống nay chết mai. Chấp nhận cái thân phận của mình là giống như là cha Đa Miêng, là tông đồ người cùi, vào trong trại cùi và cuối cùng lây bệnh cùi và cũng chết giữa người cùi. Phải chấp nhận cái thân phận như vậy, loan báo lòng thương xót Chúa, và chấp nhận một ngày nào đó mình có thể chết vì tội loan báo lòng thương xót Chúa, có thể bị người ta hại vì tội dám làm chứng cho lòng Chúa thương xót, có thể bị người ta bêu díu, người ta chê cười, người ta nhạo báng, người ta phỉ nhổ, người ta ném đá tới tấp chỉ vì cái tội loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót, thì cũng phải chấp nhận. Cho nên tôi nói với anh chị em, không phản kháng, đừng có nói lại, và tuyệt đối không được phép xúc phạm đến các đấng, các bậc. Tuyệt đối không được phép xúc phạm, không được phép nói những lời vô lễ hay là phạm thượng với các đấng, các bậc là những người thay mặt Chúa mà hướng dẫn dạy dỗ mình. Mình là phận con cái thì cứ vui vẻ mà vâng lời, vì các ngài được Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn, chứ đâu phải là ma quỷ soi sáng hướng dẫn đâu mà mình sợ. Vì các ngài là những người có chức thánh, vì các ngài được đầy Chúa Thánh Thần, cho nên mình cứ vui vẻ vâng lời, làm theo sự hướng dẫn đó thì mình được bình an và được Chúa chúc phúc. Vì mình là chiên ở giữa bầy sói mà, ma quỷ sự dữ nó quấy phá mình là chuyện bình thường thôi. Cho nên những người mà đi loan báo tin mừng ấy, đừng mang theo túi tiền, bao bì, giày dép, đừng chào hỏi ai dọc đường, vào bất cứ nhà nào trước tiên hãy nói bình an cho nhà này, và hãy ở lại nhà ấy, ăn cái gì người ta cho thì ăn, vì thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia, cứ vào hết nhà đại gia này đến nhà đại gia nọ, đến nhà ân nhân này thăm nhà ân nhân kia, mà chẳng thăm nhà nghèo, chẳng thăm những con chiên lạc, chẳng thăm những con chiên ghẻ lở. Cái điều đó hoàn toàn sai với tin mừng rồi. Vào bất cứ thành nào mà người ta tiếp đón thì ăn những gì người ta dọn cho, hãy chữa những người đau yếu trong thành. Nhiệm vụ của những người loan báo tin mừng đó là chữa lành những vết thương thể xác, những vết thương tâm hồn, là đó là sứ vụ mà Chúa trao, đó là nhiệm vụ mà Chúa trao, mà đó cũng là một cái ân huệ, đó là cái đặc ân mà Chúa trao ban cho những người đi loan báo tin mừng, được ơn chữa lành những người đau yếu, bệnh tật thân xác và tâm hồn. Và khi mà mình làm cái việc đó, chữa lành đó, đó là lời loan báo cho họ biết rằng là triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông rồi. Nhớ, khi mình loan báo, khi mình chữa lành, khi anh chị em được chữa lành, đó là dấu chỉ là triều đại Thiên Chúa đã đến gần rồi. Thưa anh chị em, ngày hôm nay đến trạm thứ 10 rồi, còn trạm cuối cùng nữa thôi. Trạm cuối cùng là đi đâu? Đi về. Đúng như thế.
ta vẫn hát ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ. Quá ta lên nổi dài, quá ta lên đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi, ta sống sao để thành chứng nhân. Ta về thôi vì thánh lễ đã hết, nhưng đời ta là thánh lễ nối dài, đem tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi, ta sống sao để thành chứng nhân. Cho một tràng hoa tay thật to thưa anh chị em. Thật to để an ủi tôi và thật to để cảm ơn anh đánh đàn. Tôi hát cỡ nào anh cũng đánh đàn theo được cỡ đó, hát ngang mấy anh cũng đánh được, đó là mấy hay. Cái cô violon với cái anh đánh đàn, đó là tin vui hay tin dữ? Vui đấy, cứ vui vẻ thì cha hát ngang mấy ngang còn vẫn đánh được, mà không cảm ràm, không kêu ca, không trách móc, đó là tin vui, đó là tin mừng. Và trạm cuối cùng là anh chị em đi về. Khi đi về mà anh chị em ra về mà tay bắt mặt mừng, bắt tay hỏi chào, tôi đi về nha, bắt tay bye bye, bắt tay chào rồi đi về, bắt tay chào rồi đi về, bắt tay chào rồi đi về. Và lãnh sư vụ là lễ xong anh chị em hãy ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người ở khắp mọi nơi. Tạ ơn Chúa, phải tạ ơn Chúa và đi về. Và khi đi về anh chị em về, đây là cái tin vui mà mọi người đều thấy, nhất là anh em an ninh trật tự, chính quyền, họ nói với tôi họ rất quý và mến phục anh chị em, nể phục là người Công giáo, đúng thật là người Công giáo. Cộng đoàn lòng thương xót đúng thật là cộng đoàn lòng thương xót. Đi về cả chục ngàn người như vậy mà không dẫm đạp lên nhau, không có chen lấn nhau, xô sát xô đẩy nhau, đấy là tin vui. Đấy là cách thức anh chị em đang loan báo và làm chứng cho tin mừng. Người ta thấy vậy người ta lạ lắm. Ở biết bao nhiêu nơi vừa mới vào đền cúng xong ra chen cái cây cầu, cầu sập và chết bao nhiêu người. Ở đền thờ Hồi giáo vừa mới cầu khấn cả 2 tiếng đồng hồ xong, đi về chen nhau đạp mà chết bao nhiêu người, chà đạp lên nhau mà chết vì vừa mới ở trong đền thờ cầu nguyện đi ra. Ở Ấn Độ cũng vậy, cầu nguyện xong đi ra chen nhau cả chục ngàn người chen nhau và dẫm đạp lên mà chết. Anh chị em nghĩ coi, một người nằm xuống rồi nó cứ đạp lên không thương xót, mà đây không hề chen lấn, không hề xô đẩy, cứ vui vẻ mà ra về. Đó là tin mừng. Và đó là điều mà làm cho anh em trật tự, làm cho chính quyền địa phương các cấp, những anh em công an, an ninh đến đây đều phải thấy rằng đây là một cộng đoàn tin mừng, là giáo điểm tin mừng thực sự. Vì họ làm cho những người không có đạo thấy một cái cách sống hết sức là ngạc nhiên. Vì họ đi về họ không có thèm ghé vào ăn vặt gì cả, mà họ để dành cái tiền đó làm việc bác ái. Họ không có vừa ăn vừa đi vừa nhảm, mà họ vừa đi vừa kính mừng Maria, vừa đi vừa chào hỏi nhau và đi thẳng một mạch về nhà, giữ đúng luật đi đường, không có đứng vào giữa lòng lề đường, và không có chen lấn, vừa không có tụm năm tụm ba giữa đường, và qua đường cũng đúng luật giao thông. Đó là loan báo tin mừng, sống đúng luật pháp, không làm gì vi phạm pháp luật. Đó là ta đang loan báo tin mừng. Lấy mà coi danh sách tội phạm 99% là người Công giáo, còn gì là loan báo tin mừng không? Thấy không? Mà người ta lấy cái danh sách tội phạm, không thấy cái danh sách người Công giáo nào cả. Đấy là tin mừng. Mà phần thưởng tiên tiến hay là sống vì người nghèo cái gì đó, mà danh sách toàn là người Công giáo không, thì đấy là tin mừng. Và đây là một tin mừng cuối cùng. Đây là tin mừng cuối cùng. Trạm cuối cùng là trước khi đi về, những người không về được thì có xe đưa về. Đó là xe lăn. Đó là xe lăn thưa anh chị em. Những người mà họ không về được, bất cứ ai đến đây, dù là tôn giáo nào, dù ở bất cứ đâu, mà không có xe lăn, mà bị bại liệt, hoàn cảnh khó khăn,
luôn luôn có chiếc xe để cho anh chị em đi về. Chiếc xe loan báo tin mừng, xe lăn loan báo tin mừng lòng thương xót cho những người mà không đi được. À, anh cho biết ông tên gì? Dạ, 72 tuổi. Ông tên là gì? Dạ, thưa cha, ba con tên là An Tôn Nguyễn Văn Lượng. Bao nhiêu tuổi? Dạ, thưa cha, 72 tuổi. Bị bệnh gì? Dạ, thưa cha, bị tai biến. Bao nhiêu năm rồi? Dạ, thưa cha, hơn 3 năm rồi. 3 năm. Rồi, hôm nay là anh ở đâu? Dạ, thưa cha, con ở Ninh Thuận, tỉnh Ninh Thuận cha. Là người đạo gì? Dạ, thưa cha, gia đình con là Công giáo. Vâng, chúng ta một tràng pháo tay để chào đón gia đình Công giáo từ tỉnh Ninh Thuận đến đây. Chúng tôi xin gửi tặng anh chiếc xe nha, để anh đưa ba của anh đi về bằng chiếc xe lăn, không phải cõng ông nữa. Gửi tặng cho ông cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót để ông nghe nha. Và gửi tặng anh một món quà kỷ niệm. Đây. Ảo thuật. Đây là món quà lòng Chúa thương xót. Anh quận lại đi về gửi tặng cho người nhà. Trong đây là có ngày giờ để tham dự thánh lễ, rồi có địa chỉ giáo điểm, trang web Facebook nha. Và gửi tặng cho anh đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để anh đọc, rồi tặng luôn cho anh một cuốn sách rất to, đấy là nhật ký lòng thương xót Chúa, để biết về lòng thương xót Chúa là như thế nào. Còn tặng cho anh cái móc khóa lòng Chúa thương xót, đây cầm lấy. Rồi tặng cho luôn một trái tim lòng thương xót. Ủa, tôi nhiều quá. Rồi tặng luôn cho ba thứ mảnh nhỏ. Đây bỏ túi Chúa Giêsu lòng thương xót, Thánh Faustina, Thánh Gioan Phaolô II. Dạ. Còn tay cầm không? Dạ. Còn, vẫn còn dạ dạ. Đây tặng cho ông cuốn bộ sách Những lá thư không gửi, tập 1 và tập 2, để về đọc với loan truyền lòng thương xót Chúa ở Ninh Thuận nha. Rồi, đây chị cho mọi người biết ông đây là gì? Dạ chồng con. Là chồng. À chị tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Ở đâu? Con Nguyễn Thị Bạch Hạc, năm nay 51 tuổi, con ở Bà Rịa Vũng Tàu. Còn chồng của chị? Quỳnh Ngọc Nhị, năm nay 57 tuổi. Ông anh ấy bị bệnh gì? Bị bệnh người ta chích thuốc cho chết cái não rồi 4 năm rồi. Ai chích thuốc vào não cho anh ấy chết? Nhà thương Đất Đỏ. Tại sao nhà thương lại chích vào như vậy? Ông bị cái cổ này nè, ông lên thăm khám cái nó chích cho ông hơi mũi, nó mệt quá khám chích hai mũi. Lên nhà thương Chợ Rẫy mới sống lại đây. Người ta chích lộn hả? Dạ. Vâng, thưa anh chị em, là ông bị bệnh ở cái cổ họng phải không? Và đi nhà thương ở dưới tuyến dưới. Ở tuyến dưới thì người ta chích thuốc lộn cho nó chết cái não, lại phải đem lên bệnh viện ở Chợ Rẫy, nhờ đó mà cứu sống. Nhưng mà cứu sống ông ấy thì đồng thời là ông ấy cũng phải sống đời sống thực vật, là người nó co quắp lại như vậy là bao nhiêu năm rồi? Dạ 4 năm. 4 năm. Rồi anh chị được mấy đứa con? Dạ 2 đứa. Rồi chị sống bằng cách nào để nuôi chồng và 2 đứa con? Con làm rải, có chút rải làm. Dạ. Có chút rải con làm, con đạo Cao Đài. Dạ. Rồi chị là người đạo gì? Cao Đài. Dạ, dạ con đạo Cao Đài. Vâng, rồi sao chị biết chị là người đạo Cao Đài? Sao chị biết giáo điểm tin mừng mà chị lên đây ở mãi? Có một người đạo Công giáo hồi xưa dạy với ảnh này, có đêm có máy cho con bữa mùng 1 Tết này. Rồi con mới nghe cái máy, rồi con mới lên đây, ảnh lên 3 lần rồi, con đi 4 lần. Vâng. Dạ, dạ. Từ mãi Tây Ninh hay đâu ạ? Con ở Bà Rịa Vũng Tàu. Vâng, Bà Rịa Vũng Tàu mà đạo Cao Đài. Anh chị em thấy, nhìn thấy người chồng như vậy, chắc có lẽ nhiều người cứ tưởng đây là xin lỗi, cứ tưởng là đây là bố của chị ấy, đúng không? Vì cái bệnh nó làm cho cái hình hài nó bị biến đổi như là một ông già và người nó co quắp như vậy. Mà suốt 4 năm chị ấy vẫn chung thủy với chồng của mình và đưa chồng đi để mà chạy chữa. Và đến đây thì không có cái xe, thấy cảnh mà chị phải bế một ông chồng mà co quắp như vậy, anh chị em thấy vô cùng là cực, mà đã đến đây 4 lần. Rất tiếc là chúng tôi không biết trước. Chúng tôi cũng thành thật xin lỗi. Nếu anh chị em nào đến đây mà không có xe lăn ngay lần đầu thì hãy báo cho chúng tôi biết ngay. Không có giới hạn. Một ngày có thể 5-6 cái xe, cả 10 cái chúng tôi vẫn có thể. Bao nhiêu người đến là có bấy nhiêu chiếc xe lăn.
anh chị em đừng có để đến 2-3 lần mới dám lên nói nha. Ngay lần đầu đến đây mà không có, cứ vô gặp ngay chỗ quầy phục vụ, báo cho các anh em áo đỏ, anh em phục vụ để họ biết, họ đưa vào. Và các anh em phục vụ có trách nhiệm phải đem họ vào, không được phép từ chối. Không ai được phép từ chối sự giúp đỡ của những anh chị em khó khăn đến đây. Anh chị em cứ đưa lại cho quầy phục vụ, đưa lại cho những người có trách nhiệm, và chúng tôi sẽ giải quyết càng nhanh càng tốt, càng sớm càng tốt, và càng hiệu quả bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Xin được gửi tặng chị cho chị chiếc xe lăn. Và đây là cái máy 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Và đây là bao thư gửi tặng cho chị để chị về mà có cái phương tiện để làm rẫy và nuôi anh ấy. Chúng tôi hết lòng cầu nguyện cho anh. Vì một sự sơ sót hoặc là vì sự vô lương tâm của những bác sĩ, rất nhiều người đã bị là nạn nhân của những sự vô lương tâm ấy. Người ta đau thận thì là mổ chân, người ta đau chân thì cắt tim, người ta đau tim thì cắt thận, đủ thứ hết. Một sự vô lương tâm tắc trách như vậy. Và vừa rồi là một em bé là bị sinh ra mà người đỡ đẻ là một ông bác sĩ chưa bao giờ đỡ bao giờ, mà lại làm về bên không phải là khoa sản phụ mà lại bên gì đó chữa tay chân gì đó, rồi đỡ không biết đỡ kéo ra mà cái cổ của đứa bé nó bị đứt và nó bị chết, rồi lại may lại mà để mà che giấu cái tội phạm của mình thôi. Thưa anh chị em, mình không biết thì phải nhận là không biết, và những người chuyên môn thì phải làm công việc chuyên môn, chứ không thể là cái người mà chuyên về xương khớp lại đem đi đỡ đẻ được bao giờ. Thưa anh chị em, đừng coi thường mạng sống của một đứa bé, dù nó mới được lọt lòng mẹ, nó cũng có quyền sống của nó, không ai được phép mà lấy đi cái mạng sống của bất cứ một người nào. Thưa anh chị em, đó là tin vui, đó là tin mừng. Xin Chúa chúc lành cho anh chị và xin mỗi người chúng ta ngày hôm nay, khi chúng ta đón tiếp những anh chị em này đến đây, là chúng ta đang loan báo tin mừng. Vì chính những anh chị em này sẽ đi về và nói cho những người khác là họ đến đây, họ được giúp đỡ, họ được chia sẻ như thế nào. Và chính những anh chị em ngoại đạo đến đây, ra về, chặng cuối cùng, anh chị em về có thể nói được với mọi người rằng tôi đến đây tôi thấy vui lắm. Tôi đến đây tôi thấy là mọi người hòa đồng lắm. Tôi thấy đây tôi thấy mọi người dễ thương lắm. Và như thế là chúng ta đang loan báo tin mừng theo lệnh truyền của Chúa Giêsu. Amen. Mời anh em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất. Chịu nạn đời quan phong Siêu Phi La Tô, chịu đóng đánh trên cây thánh giá, chết và tan xa xuống một tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, trên trời cử bên hiếu đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có hội thánh trong thinh lặng, mỗi người dâng ước nguyện của mình lên Chúa. Chúng ta cầu nguyện cho công cuộc loan báo tin mừng tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới. Cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, các hồng y, giám mục, linh mục và tu sĩ được hăng say loan báo tin mừng, và cho mỗi người tín hữu cũng trở thành những người đi loan báo tin mừng bằng chính cuộc sống của mình. Xin cho những người đau bệnh được ơn chữa lành, những người khô khan tội lỗi được ơn sám hối, và những người xin chúng con khấn nguyện được những ơn như lòng mong ước. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Mời anh chị em ngồi xuống cùng với các đoàn hát bài ca dâng lễ. Thank you.
anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của chúng ta được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Chúa dùng của lễ chúng con dâng tiến để thanh tẩy và hướng dẫn chúng con, cho chúng con ngày càng biết sống thân tình với Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, vì khi con cái Chúa bị tội ác phân tán, Chúa đã muốn nhờ máu con Chúa và quyền năng Chúa Thánh Thần mà quy tụ nên một về với Chúa, để khi đoàn dân Chúa được hợp nhất bởi mầu nhiệm một Chúa ba ngôi mà ca tụng thượng trí vô biên của Chúa, thì đoàn dân Chúa là hội thánh được nhận biết là thân thể Chúa Kitô và đền thờ Chúa Thánh Thần. Vì thế cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tung hô rằng: lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa cứu thế, Chúa đã dùng bánh ra và sự phục sinh của Chúa để giải thoát chúng con. Xin cứu độ chúng con. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giám mục Giuse giám quản giáo phận chúng con và toàn thể hằng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin Chúa hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Trong lời kinh lạy Cha hôm nay, chúng ta tha thiết xin Cha sai nhiều thợ gặt lành nghề đến trên cánh đồng truyền giáo mênh mông bát ngát. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh
Lạy Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội lỗi chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em qua xong bắt tay chúc bình an cho những người đứng chung quanh mình với một nụ cười thật dễ thương. Bên trái, bên phải, đằng trước, đằng sau. Bình an niềm vui của Chúa ở cùng chúng ta, hãy trao cho nhau bình an và niềm vui ấy. Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian. Phúc cho những ai được mời gọi đến để dự tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng dám Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời.